Xin chào những người anh em mang dòng máu quý đỏ, chúc anh em một ngày tốt lành. Giờ mời anh em đến với những tin chính của bản tin hôm nay. Melbourne Victory MU tiếp tục chiến thắng. Varane tiết lộ bí kíp của Ten Hag. Ten Hag đã có kế hoạch cho Bailey. Martinez bỏ tập để chuẩn bị đến MU. Giờ trước khi đến với nội dung bản tin chi tiết, anh em tiện tay cho mình xin cái like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Cảm ơn rất nhiều. Melbourne Victory MU tiếp tục chiến thắng. Sau trận thắng tương bừng Liverpool, MU tràn đầy quyết tâm bước vào cuộc chạm trán Melbourne Victory, đội bóng đang sở hữu cựu quỷ đỏ Luis Nani. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17:05 ngày hôm nay. MU vừa có khởi đầu hoàn hảo ở giai đoạn tiền mùa giải, cũng như dưới thời triều đại tân huấn luyện viên Erik Ten Hag bằng chiến thắng 4-0 trước đại kình địch Liverpool. Trên đất Thái Lan, quỷ đỏ trình diễn lối chơi quần hút, tinh thần khởi sắc hơn nhiều so với giai đoạn nửa cuối mùa giải 2021-2022. Dàn cựu binh như Martial, Rashford, Fernandes chẳng khác nào được truyền thêm sức sống mới. Còn nhóm sao mai như Franco Bellucci, Charlie Savic, Zidane Ibran cũng thay nhau ghi điểm với huấn luyện viên Erik Ten Hag. Tất nhiên, một trận giao hữu chưa chứng tỏ được nhiều điều. Cá nhân huấn luyện viên Ten Hag khẳng định ông và các học trò sẽ nhanh chóng trở lại mặt đất để hướng tới tour du đấu ở Australia. Tại xứ sở chuột túi, MU lần lượt chạm trán Melbourne Victory, Crystal Palace và Aston Villa. Đối thủ đầu tiên của quỷ đỏ sẽ là Melbourne Victory. Họ đang là đương kim Á quân của giải A-League, giải vô địch quốc gia Australia. Thú vị hơn, đội bóng này vừa gây chấn động thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ thành công một cựu cầu thủ của MU, đó chính là Luis Nani. Suốt 8 năm khoác áo đội bóng chủ sân Old Trafford, từ năm 2007 đến năm 2015, Nani trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, gặt hái vô số vinh quang và đã để lại một câu nói vô cùng bất hủ. Đó chính là, bị người yêu bỏ không đau bằng thẻ đỏ Nani. Vì vậy, màn hội ngộ giữa hai bên rất được mong chờ. Mặt khác, sự góp mặt của siêu sao 35 tuổi càng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi Ronaldo, đồng đội thân thiết với Nani ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ, không xuất hiện trong đội hình của Man United. Trong buổi họp báo ra mắt Melbourne Victory, Nani tuyên bố sẵn sàng ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Dù vậy, nhiều khả năng huấn luyện viên trưởng Tony Popovic chỉ để anh ra sân từ băng ghế dự bị do quá ít thời gian tập luyện để làm quen với câu lạc bộ mới. Về phía Man United, đội chủ sân Old Trafford sẽ chờ đón sự trở lại của trung vệ Harry Maguire. Ít tân huấn luyện viên Ten Hag cho biết, cầu thủ người Anh đã bình phục chấn thương và có thể đá một hiệp. Với lực lượng và đẳng cấp vượt trội, MU quyết tâm giành chiến thắng để nối dài chuỗi ngày thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Ten Hag. Vì vậy, trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra cởi mở và đầy áp bàn thắng. Tôi dự đoán trận đấu này MU sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 5-2. Còn anh em dự đoán kết quả ra sao nhỉ? Varane tiết lộ bí kíp của Ten Hag. Rafael Varane đã có những chia sẻ đáng chú ý về phong cách chiến thuật dưới thời huấn luyện viên Ten Hag. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2013, MU chỉ giành thêm vỏn vẹn 3 danh hiệu gồm FA Cup, EFL Cup và Europa League. Trong vòng 5 năm qua, MU chưa thể nâng cao bất cứ chiếc cúp nào. Người hâm mộ đội bóng kỳ vọng MU sẽ thi đấu khởi sắc trở lại dưới thời huấn luyện viên Ten Hag. Ông đã chứng minh năng lực cầm quân khi từng giành 3 danh hiệu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Nhà cầm quân này từng có thời gian làm việc cùng với Pep Guardiola tại Bayern Munich. Ở trận ra mắt Man United, ông giúp đội bóng đánh bại Liverpool với tỷ số 4-0 tại Bangkok. Về khả năng thành công dưới thời Ten Hag, Rafael Varane bày tỏ khi anh nhấn mạnh bí kíp trong chiến thuật của tân huấn luyện viên trưởng. Chúng tôi đã cố gắng giữ bóng và nỗ lực dồn ép đối thủ ở tầm cao. Vì vậy, đây là một phong cách chơi dựa vào thể lực. Đó là lý do tại sao chúng tôi biết mình cần phải làm việc rất chăm chỉ trong các buổi tập và chúng tôi phải cố gắng rất nhiều. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ cố gắng giữ bóng, chơi thật nhanh và tiến lên khi có thể. Toàn đội thích chơi như thế này và sẽ cố gắng để cải thiện về khía cạnh thể lực. Các cầu thủ biết chính xác những gì cần làm. Huấn luyện viên đã giải thích rõ ràng những gì chúng tôi cần phải thực hiện. Do đó, chúng tôi biết mình cần phải đặt nền tảng thể lực tốt nhất. Các sao trẻ là tương lai của Man United. Huấn luyện viên Erik Ten Hag tung vào sân ở trận thắng Liverpool 4-0 ở Thái Lan vào tối 12 tháng 7. Rất nhiều những cầu thủ trẻ và họ đã khẳng định mình sẽ là tương lai tươi sáng của Man United. Trong số những cầu thủ trẻ thi đấu nổi bật thì bốn cái tên sau đã thật sự ghi được dấu ấn của mình để tự giới thiệu bản thân với huấn luyện viên Erik Ten Hag cũng như toàn bộ người hâm mộ Man United. Đầu tiên đó chính là Franco Bellucci. Vào mùa hè năm 2020, MU đã chi ra 8,5 triệu euro để mua Bellucci từ Uruguay theo lời giới thiệu của cựu tiền đạo Diego Forlan. Ngay khi Bellucci đến MU, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã cho mượn tiền vệ này. Đến mùa giải tiếp theo, Bellucci tiếp tục đi du học vì không có cơ hội cạnh tranh vị trí ở đội hình MU. Trong trận giao hữu với Liverpool, Bellucci vào sân từ hiệp 2. Phút 76,
tuyển thủ Uruguay nhận đường truyền của Ahmad Diallo và ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho Quỷ Đỏ. Pellegrini cần duy trì phong độ này trong các trận đấu giao hữu còn lại để tiếp tục gây dấu ấn và trụ lại Man United. Người thứ hai là Zidane Ibrahim. Tuyển thủ Iraq là cầu thủ Tây Á đầu tiên khoác áo của Quỷ Đỏ. Trong mùa giải trước, Ibrahim đã ra mắt đội 1 của MU ở trận gặp Young Boys tại vòng bảng Champions League. Huấn luyện viên Ranić từng đánh giá rất cao cầu thủ này. Đến thời huấn luyện viên Ten Hag, Ibrahim tiếp tục được để mắt, qua đó có suất đi du đấu cùng Quỷ Đỏ. Trước Liverpool, Ibrahim phải đối đầu với Fabinho, Thiago và Naby Keita, những anh chơi đầy tự tin. Khoảnh khắc Ibrahim cầm bóng vặn xương Fabinho là điểm nhấn cho màn trình diễn của cầu thủ này trước Liverpool. Anh được tờ The People Pulsen dùng hai từ tuyệt vời để khen ngợi. Người thứ ba là Charlie Savage. Cầu thủ trẻ này là con trai danh thủ Robbie Savage. Anh ngày càng trưởng thành trong màu áo của Man United. Trước Liverpool, Savage còn vào sân từ hiệp 2, đã ở vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường. Savage đã hoàn thành khá tốt vai trò thu hồi, tổ chức bóng cho tuyến giữa của Man United. Tuy nhiên, tiền vệ trưởng thành ở Lord Carrington cần thêm thời gian để làm tốt hơn ở khâu chuyển bóng. Savage cao 1m82, có sải chân dài, sự điềm tĩnh, chịu khó pressing là điểm cộng để Savage ghi điểm với huấn luyện viên Ten Hag. Dù vậy, trong mùa giải tới, Savage nhiều khả năng sẽ được cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Người cuối cùng là Tiram Malaysia. Tân binh trị giá 15 triệu euro của Man United đã có trận ra mắt đội bóng mới trên đất Thái Lan. Trong 45 phút của hiệp 2, Malaysia thể hiện sự tự tin. The Sport Team đã chấm 7 điểm cho màn trình diễn của Malaysia và đánh giá hậu vệ người Hà Lan cầm bóng tự tin khi tấn công bên phía hành lang cánh trái. Malaysia là mẫu hậu vệ chuyên về tấn công, đã tạo dựng tên tuổi ở Hà Lan. Trong trận giao hữu đầu tiên của MU ở hè này, Luxor đã thể hiện sự thất vọng. Đó là lời cảnh báo cho cầu thủ này về vị trí đá chính ở đội hình 1 MU trong mùa giải tới. Ten Hag đã có kế hoạch cho Bailly. Ngôi sao người Bayern Nga đã được cổ động viên Manchester United đặc biệt tán dương sau màn trình diễn ấn tượng trong trận thắng Liverpool. Lần đầu tiên ra sân dưới màu áo Man United kể từ ngày 30 tháng 12, Bailly đã có một màn trình diễn tuyệt vời và được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Quỷ Đỏ. Anh hầu như không phạm phải bất kỳ sai lầm đáng tiếc nào, thay vào đó là những tình huống phòng ngự ấn tượng và thậm chí còn tạo tiền đề để cho Man United có được bàn thắng thứ tư. Dù vậy, phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Ten Hag vẫn thừa nhận màn thể hiện đẳng cấp của Bailly không làm ông đau đầu. Hay nói cách khác, kế hoạch chuyển nhượng của Ten Hag vẫn không có gì thay đổi. MU vẫn đang nỗ lực chiêu mộ Lisandro Martinez và đã tiến rất gần đến chữ ký của ngôi sao này. Trong khi đó, tờ Mirror khẳng định Bailly vẫn đang nằm trong danh sách thành lý của Quỷ Đỏ. Anh là một trong ba trung vệ mà MU sẽ cố gắng đẩy đi ngay sau khi Martinez cập bến Old Trafford. Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa, Bailly gần như không được liên kết với bất kỳ câu lạc bộ nào. Nhưng mới đây, anh đã được cho là mục tiêu hàng đầu mà Napoli đang nhắm đến để thế chỗ của Koulibaly. Và hiển nhiên, nếu Bailly tiếp tục thể hiện ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải, sẽ dễ dàng hơn để Man United tìm kiếm một bến đỗ mới cho ngôi sao này, kèm theo đó là một khoản phí chuyển nhượng đáng kể. Thực chất, tài năng của Bailly ít khi bị hoài nghi. Những điểm yếu lớn nhất đối với trung vệ này đó chính là tình trạng sức khỏe. Trong mỗi một mùa giải kể từ thời điểm cập bến Old Trafford đến nay, ngôi sao người bờ biển Nga đã luôn dính phải chấn thương. Vì vậy, có thể nói Bailly hoàn toàn không thể khắc phục triệt để vấn đề này. Và tất nhiên là huấn luyện viên Ten Hag sẽ không thể trông cậy vào một trung vệ thường xuyên gặp phải vấn đề thể lực, đặc biệt khi ông đang xây dựng lối đá dựa rất nhiều vào thể lực cho Man United. Nhìn chung, Ten Hag có lẽ đã sớm có câu trả lời dành cho tương lai của Bailly, và một vài màn trình diễn ấn tượng trong các trận giao hữu hiển nhiên là chưa đủ để thay đổi quan điểm của vị thuyền trưởng này. Barca hỗ trợ MU để có được Jong. Kể từ khi huấn luyện viên Erik ten Hag tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng của Manchester United, cái tên Frenkie de Jong đã trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh. Ten Hag xem cầu trò cũ ở Ajax như trung tâm trong kế hoạch phục hưng, và vì vậy, dù vấp phải vô vàn khó khăn trong suốt quá trình đàm phán, MU vẫn đang nỗ lực tìm ra cách chốt hạ thương vụ này. Theo nguồn tin từ nhà báo Romano, đội bóng chủ sân Old Trafford đã đạt được thỏa thuận hoàn toàn với Barcelona về việc chiêu mộ de Jong sau lời đề nghị trị giá 85 triệu euro, trong đó có 75 triệu euro bằng tiền mặt. Tuy nhiên, MU sẽ phải thuyết phục De Jong gia nhập câu lạc bộ bởi ưu tiên hàng đầu của chân truyền Hà Lan là ở lại Camp Nou. Ký giả Fernando Polo thuộc tờ Mundo Deportivo tiết lộ rằng Barca cũng sẽ hỗ trợ Man United trong cuộc chiến này. Cụ thể, đội bóng xứ Catalan đã đề nghị De Jong ra đi với lý do câu lạc bộ cần chơi sòng phẳng sau những lời đề nghị đầy thiện chí từ phía Quỷ Đỏ. Thêm vào đó,
việc De Jong rời Camp Nou sẽ giúp câu lạc bộ này giải phóng khoảng lương từ 30 đến 35 triệu bảng, từ đó tạo ra tiền đề để họ đăng ký thêm những tân binh khác vào đội hình. Martinez bỏ tập để chuẩn bị đến MU. Quỷ đội hứa hẹn sẽ có thêm sự bổ sung chất lượng trong phiên chờ hè năm nay. Tới thời điểm này, MU mới chỉ chiêu mộ thành công một tân binh duy nhất khi mang về Tirana Malaysia với bảo đồng trị giá khoảng 15 triệu euro kèm 2 triệu euro phụ phí. Tuy nhiên, Malaysia chưa phải là chi phí quan trọng nhất của Quỷ đỏ. Huấn luyện viên Erik ten Hag muốn tăng cường chất lượng ở hàng thủ và hàng tiền vệ. Đó là lý do ông yêu cầu ban lãnh đạo nhanh chóng hành động. Và các cuộc đàm phán gần đây cho thấy MU chuẩn bị đón thêm tân binh tiếp theo. Lisandro Martinez của Ajax đang trên đường gia nhập Man United. Ký giả Romano đã xác nhận thông tin này. Thông qua nhà báo Mike Verwijt, Romano cho hay, Martinez không tập luyện cùng Ajax trong hôm nay. Manchester United đã chuẩn bị sẵn sàng để hoàn tất việc ký hợp đồng rất sớm. Đôi bên đang tiến hành hoàn tất các chi tiết cuối cùng. Vấn đề hiện tại chỉ là thời gian. Sau đó, MU tin rằng Lisandro sẽ gia nhập câu lạc bộ. Cầu thủ Argentina năm 22 tuổi là người có thể triển khai bóng từ phần sân nhà. Đó chính xác là thứ mà nhà cầm quân người Hà Lan cần. Martinez có tư duy chơi bóng hiện đại và dù chỉ cao trên 1m7 nhưng anh vẫn thường xuyên có những pha cản phá bóng trên không tốt. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.